Ngày 4 tháng 4, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Nguyễn Thế Hiển, 37 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh, trốn truy nã 12 năm về hành vi cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án, năm 2006, đối tượng Hiển sinh vào làm việc tại một trang trại nuôi heo thuộc huyện Bình Lức, tỉnh Long An. Trong thời gian làm việc tại đây, Hiển xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sâu sát với đồng nghiệp làm chung. Trong lúc ẩu đả, Hiển đã dùng hung khí tấn công làm hai người bị thương tích nặng sau khi gây án hiển từ long an lên bình dương xin làm thuê để tránh bị bắt sau khi xác định hiển đang lẫn trốn tại bình dương lực lượng chức năng hai tỉnh đã phối hợp bắt giữ đối tượng hiện đối tượng hiển đã được bàn giao cho công an tỉnh long an để xử lý theo quy định của pháp luật